từ thời nhà Minh, vùng biên giới giữa Trung Quốc và Miến Điện đã không rõ ràng. Hai bên xảy ra tranh chấp đến tận thời nhà Thành. Vua Cản Long đã 4 lần mang quân tấn công Miến Điện liên tục từ năm 1765 đến 1769. Và những cuộc chinh phục Miến Điện này cũng nằm trong 10 chiến dịch quân sự lớn nhất của ông. Tuy nhiên, đội quân của Càn Long thì chưa thắng một lần nào. Đại Việt, những năm cuối thế kỷ 18 đầy rối ren. Quân Thanh của Càn Long đã chớp thời cơ mà tấn công. Thế nhưng, chỉ trong vòng có 5 ngày đêm, 29 vạn đại quân của Thanh đã đại bại trên đất Thăng Long. Ấy thế mà Càn Long thì vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân và đình thần về những thắng lợi của cuộc chinh phạt và gọi chúng với cái danh xưng hiển hách là Thập Toàn Võ Công. Cũng bởi vậy mà sau mỗi cuộc chiến, Càn Long đều sai người làm tranh đồng, bản họa để ca ngợi chiến công của mình. Tuy nhiên, võ công của Càn Long gặp nhiều thất bại hơn là thắng lợi. Đúng là 8 trên 10 chiến dịch quân sự thành công nhất của ông đã mở rộng thêm khoảng 14 triệu km2 lãnh thổ của nhà Thanh sang khu vực Trung Á, giúp diện tích lãnh thổ Trung Quốc đạt cực đại vào cuối thời Càn Long. Thế nhưng, nếu xét ở một khía cạnh khác, chúng làm phung phí rất nhiều tài chính của cả nhà Thanh, đặc biệt là các chiến dịch đánh ngoại quốc, một trong những nguyên nhân dẫn tới sự suy yếu của nhà Thanh sau này. Vậy thì chính xác mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Nó là 10 chiến công hiển hách của Càn Long, hay là 10 hành động đưa nhà Thanh xuống vực thẳm? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Chào mừng đến với Battle Cry, Trung Hoa Sử Ký. Những góc tối của Thập Toàn Võ Công. Về căn bản, Thập Toàn Đại Võ Công Ký là tổng hợp 10 chiến dịch quân sự dưới thời Hoàng đế Càn Long. Tuy nhiên, những cuộc chiến này cũng không hề thành công rực rỡ như cái tên mỹ miều của nó. Trong 8 cuộc chinh phạt Lần Bàng, chỉ có 2 lần đánh người Chuẩn Cát Nhĩ và 1 lần đánh người Duy Ngô Nhĩ là thu được thắng lợi. Còn lại các cuộc chinh phạt khác hoặc là đại bại như 2 cuộc xâm lược Miến Điện và Việt Nam, hoặc là phải rút lui do tốn kém tiền của và binh lính mà không thể thành công. Trong cuộc trấn áp Lưỡng Kim Xuyên lần thứ nhất, mục đích quân Thanh là nhanh chóng dẹp yên cuộc nổi dậy của người Kim Xuyên để rồi tiến quân vào Tây Tạng. Thế nhưng họ đã phải mất 2 năm để đạt được điều đó. Tiếp đến là cuộc trấn áp bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ lần thứ nhất. Trong cuộc chiến này, nhà Thanh đã tiêu diệt thế lực hùng mạnh của Thảo Nguyên và đưa lãnh địa Mông Cổ vào phạm vi kiểm soát của mình. Và đây là trận thắng đầu tiên. Cuộc trấn áp bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ lần thứ hai được đánh giá là không khác gì một cuộc diệt chủng. Khoảng 48 vạn người Chuẩn Cát Nhĩ đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của quân Thanh. Quân Thanh thu được thắng lợi hoàn toàn và hầu như triệt hạ mọi dấu tích của bộ tộc này. Tiếp theo là cuộc trấn áp bộ tộc Duy Ngô Nhĩ cũng được xem là một chiến thắng. Thế nhưng Càn Long không thể ngờ được rằng mãi cho tới sau này, khi ngay cả vùng đất tổ tiên Mãn Châu của ông cũng đã bị đồng hóa, thì vùng Tân Cương này vẫn chưa bị đồng hóa hoàn toàn và vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ bạo loạn và ly khai khỏi đế quốc Trung Hoa vẫn cứ dai dẳng cho tới mãi tận 300 năm sau. Cuộc trấn áp Lưỡng Kim Xuyên lần thứ hai là cuộc trấn áp đắt đỏ, khó khăn và mang tính hủy diệt nhất. Càn Long đã dùng tới 8 vạn tinh binh với nhiều viên tướng giỏi nhất, mất tới 5 năm, tốn 70 triệu lạng bạc, bằng 2 năm thu nhập của triều đình Bắc Kinh. Ông ta tàn sát hàng vạn người mới có thể bình định được. Trong lịch sử nhân loại, chưa có cuộc viễn chinh nào lại tốn kém như vậy. Trong cuộc xung đột quân sự với Nepal lần thứ nhất, tướng Thanh kiêu căng mà vô mưu, kết quả đại bại, tử thương vô số. Thế nhưng nhờ mưu kế hối lộ vua Nepal 15.000 lượng bạc mà quân Nepal đã lui binh. Sau đó, hắn lại tâu lên Càn Long là Nepal hàng phục quá nhanh trước sức mạnh của quân Thanh. Càn Long thì không biết thế sự mà lấy làm vui thích trước sự đầu hàng nhanh chóng của quân Nepal. Trong cuộc xung đột Nepal lần thứ hai, quân Nepal cũng hàng do áp lực của người Anh khi họ can thiệp và ngừng cung cấp vũ khí. Thanh đế Càn Long nở may nở mặt trước sự quy phục của Nepal, đội quân hiện đại nhất châu Á thời bấy giờ, và tự phụ cho rằng võ công triều đại của mình là oanh liệt nhất. Còn cuộc xâm lược Đại Việt và Miến Điện
thì có lẽ không cần kể nhiều nữa. Nghe tới đây, có lẽ bạn cũng phần nào hình dung được những cuộc chiến này thực chất chẳng phải oanh liệt gì như chúng ta vẫn tưởng tượng. Ngược lại, những cuộc chiến mở rộng cương thổ của Càn Long lại đang kéo nhà Thanh đi xuống. Có lẽ vấn đề lớn nhất của các chiến dịch quân sự, chỉ tính những chiến dịch thành công, đó là những gì thu được không thể so được với những gì bỏ ra. Các vùng lãnh thổ chiếm được hầu như là các vùng đất hiểm trở, không thích hợp cho dân cư sinh sống và cũng không tốt cho phát triển nông nghiệp. Triều đình nhà Thanh sau khi chiếm được cũng không có các chính sách thích hợp để cải tạo, phát triển thủ công nghiệp hay thương mại. Chỉ duy có Đài Loan là thích hợp phát triển, nhưng nhà Thanh thì lại không biết tận dụng. Các chiến dịch thất bại thì khỏi nói, hao người tốn của mà chẳng thu được gì. Nói theo góc độ này thì 10 chiến dịch quân sự cũng chính là 10 hoạt động kinh doanh hoàn toàn lỗ vốn. Thực tế, nếu như Càn Long có thể tiết kiệm và cứng rắn với tham nhũng như thời của Ung Chính, thì có lẽ chuyện này cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên, dù phải chi tiền cho nhiều chiến dịch tốn kém, Hoàng đế Trung Hoa vẫn đốt tiền vào những thú vui của bản thân, nuôi dưỡng những tham quan như hòa thân, từ đó dẫn tới hậu quả thảm khốc cho nhà Thanh sau này. Kế tiếp, để hiểu rõ hơn, hãy cùng phân tích mặt trái của các chiến dịch này ở từng phần tiếp theo trong video nhé. Các cuộc chiến với người Kim Xuyên, Dunga và Uyghur. Người Kim Xuyên vốn là một bộ lạc ở Tây Tạng. Vào năm 1747, để chống lại sự đô hộ của nhà Thanh và cũng để đoàn kết các dân tộc, họ quyết định nổi dậy. Nhà Thanh đương nhiên là nhanh chóng phản ứng. Dù vậy, không có trận ác chiến nào diễn ra. Quan viên nhà Thanh đã chủ trương dùng mua chuộc. Sau 2 năm, họ đã thành công dẹp yên cuộc nổi loạn này. Tới năm 1771, người Kim Xuyên lại một lần nữa nổi dậy dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Rabata là Sonon hay Tác Nạc Bộc. Khác với lần trước, cuộc chiến này vô cùng khó khăn với nhà Thanh. Càn Long đã phải dùng tới 8 vạn tinh binh, nhiều viên tướng giỏi nhất. Trước sau mất tới 5 năm, tốn 70 triệu lạng bạc, bằng 2 năm thu nhập của cả triều đình Bắc Kinh, và tàn sát hàng vạn người thì mới có thể bình định được. Tiếp đó, ta phải nói tới trận chiến với người Dunga hay Chuẩn Cát Nhĩ ở Mông Cổ. Về căn bản, họ được ban cho vai trò là một tiểu quốc tự trị. Tuy nhiên, Càn Long thì lại muốn kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Thế nên, vào năm 1752, Amusana hay A Mục Nhĩ Tát Nạp bất phục đã khởi binh để chống lại Đa Qua Chi, đạt Ngõa Tề, tranh giành ngôi vị khả hãn. Nhưng thất trận, họ bèn dẫn hơn 2 vạn thủ hạ quy hàng Thanh Triều. Nhận thấy đây là một cơ hội ngàn năm có một, mặc dù đã công nhận Đa Qua Chi là thủ lĩnh của Dunga, Càn Long thì vẫn tiếp nhận Amusana và phong vương cho hắn, rồi dẫn quân quay về bắt Đa Qua Chi. Càn Long triệu cho A Mục Tát Nhĩ Nạp vào triều để cấp đất cho người Hán. Không phục, y quyết định tạo phản. Quân Thanh lập tức tấn công. Lần này, Càn Long quyết định diệt chủng Chuẩn Cát Nhĩ hoàn toàn. Theo học giả thời Thanh là Ngụy Nguyên có viết, trong một khu vực trải dài tới hàng ngàn dặm, không có một bóng người, chỉ rải rác vài túp lều nhỏ đã đầu hàng triều đình. Nhà Thanh tiêu diệt người Dunga, thì người Hồi giáo Uyghur ở Tân Cương lại bắt đầu trỗi dậy. Ban đầu, họ từng liên thủ với nhà Thanh để tiêu diệt các bộ lạc chư hầu của Chuẩn Cát Nhĩ. Tuy nhiên, do tham vọng của bản thân và nhận ra sự tàn bạo của quân Thanh, những người Uyghur đã có tính toán riêng cho mình. Vào năm 1757, hai bên bùng nổ xung đột. Dù chiến đấu rất dũng cảm, nhưng người Hồi không chống nổi quân Thanh hết lớp này tới lớp khác. Về căn bản, các chiến dịch này có thể xem là thành công với Càn Long. Tuy nhiên, phần nhiều thì chủ yếu nhờ vào quân Thanh có nguồn lực mạnh mẽ và quân số áp đảo, chống lại một kẻ địch quá yếu và lại còn bị chia rẽ. Tuy nó cũng củng cố quốc phòng an ninh của nhà Thanh ở những khu vực hiểm yếu, nhưng xét về căn bản thì vẫn là những thất bại khi chẳng thu lại được gì so với những thứ đã bỏ ra. Khác với các thực dân phương Tây luôn biết cách khai thác tốt vùng đất mà họ chiếm được, các chính sách này hoàn toàn không đem lại lợi ích gì cho người Hán và cả người Mãn. Sau khi dẹp bỏ và diệt chủng hàng loạt người Kim Xuyên, người Dunga hay người Uyghur, triều đình nhà Thanh không có chính sách hữu hiệu để khai thác nhằm bù đắp phí tổn cho khu vực này. Để hiểu rõ hơn,
chúng ta hãy cùng so sánh một chút với các chính sách của chính phủ Trung Quốc hiện đại. Bên cạnh việc trấn áp mạnh các nhóm thiểu số đòi ly khai, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau này đã tiến hành phát triển, giúp cho những khu vực này bớt nghèo đói hơn và trở nên hiện đại dần. Người dân cũng có đời sống khấm khá hơn. Dĩ nhiên, đi kèm với đó là các chính sách đồng hóa làm mất đi bản sắc của người dân ở những khu vực Tân Cương hay Tây Tạng. Ngược lại, nhà Thanh dưới thời Càn Long thì lại không hề có chính sách phát triển kinh tế nào, mà chủ yếu là toàn dùng vũ lực trấn áp. Chuyện này đã làm dân địa phương bất mãn và buộc triều đình nhà Thanh phải duy trì một lượng lớn quân số, ngay cả khi đã đánh tan tác các thế lực nổi loạn. Vô hình chung, nó cũng biến các khu vực mà họ vừa dẹp yên xong trở thành con xoáy nước hút tiền từ quốc khố mà không hề thu lại được một lợi ích nào. Cuộc khởi nghĩa Đài Loan. Thực tế, nếu so với các vùng đất khác, Đài Loan có giá trị chiến lược hơn rất nhiều. Chính phủ Trung Quốc hiện đại luôn thèm muốn hòn đảo này để phá hủy hệ thống chuỗi đảo thứ nhất của Mỹ, mở đường thông ra Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nhà Thanh sau khi có được Đài Loan thì lại không hề làm gì với hòn đảo vốn có vị trí vô cùng chiến lược này. Nguyên nhân chủ yếu là do nhà Thanh vẫn theo chính sách bế quan tỏa cảng, không quan tâm nhiều tới thương mại đường biển. Và kết quả, Đài Loan đã trở thành một cái gân gà, bỏ đi thì tiếc, mà giữ lại thì không có nhiều tác dụng. Tại đây, một cuộc khởi nghĩa đã diễn ra. Thủ lĩnh Thiên Địa Hội Lâm Sảng Văn đã tập hợp các đồng chí, tuyên bố phản thành, tự xưng Minh Chủ Đại Nguyên Soái, Bắc Lộ Vương, đặt niên hiệu riêng. Thanh thế quân khởi nghĩa đã lên rất nhanh, tới 50 vạn người. Chưa đầy một năm, đã chiếm cứ hầu hết toàn bộ Đài Loan, ngoại trừ phía Nam phủ Đài Loan, Chư La, cảng biển miền Trung Lộc Cảng. Sau đó, nhà Thanh đã phải điều quân chính quy tới đây đánh dẹp. Quân khởi nghĩa tuy đông nhưng thiếu tinh nhuệ nên cuối cùng đã bại trận. Cuộc chiến ở Đài Loan về căn bản là thắng lợi. Tuy nhiên, việc để Thiên Địa Hội, vốn chỉ là một nhóm tàn dư của nhà mình, dễ dàng tấn công và chiếm phần lớn hòn đảo, cũng cho thấy những vấn đề rất lớn trong cách quản lý của triều đình nhà Thanh. Thua thảm hai chiến dịch ở Đại Việt và Miến Điện. Nói sơ qua về cuộc xâm lược Miến Điện. Về căn bản, nhà Thanh muốn dùng người San để chống lại triều đình Khon Baung. Tuy nhiên, người San đã không làm nổi và sau cùng lại chạy sang Vân Nam. Sau đó, quân Miến Điện còn suýt hủy diệt luôn Xiêm La, vốn đã xưng thần với nhà Thanh. Trước tình thế này, Càn Long quyết định hành động để cho quốc gia cứng đầu này biết tay. Trước sau, quân Thanh từng 4 lần tấn công Miến Điện trong các năm từ 1765 đến 1769. 4 cuộc chiến này có thể nói là không thua kém gì 3 lần kháng chiến quân Mông Nguyên của nhà Trần vào thế kỷ thứ 13. Nó cũng cho thấy tinh thần chiến đấu của người Miến Điện cũng không thua kém gì người Việt. Năm 1790, khi Đại Thanh và Miến Điện nối lại quan hệ ngoại giao, nhà Thanh đơn phương xem việc này là Miến Điện cầu xin và cũng lại tuyên bố chiến thắng. Và cũng vì lẽ đó mà chiến dịch tấn công Miến Điện được liệt vào thập toàn võ công của Càn Long. Chuyển sang chiến dịch đánh Đại Việt vào năm 1789, bạn có tự hỏi rằng tại sao quân Thanh lại chết ở Gò Đống Đa và sông Nhị Hà nhiều tới vậy, mà chiến dịch đánh Đại Việt này vẫn lại được liệt vào thập toàn võ công của Càn Long không? Phải chăng là quan viên báo sai sự thật? Hay Càn Long vì tuổi già lú lẫn tới mức không phân biệt được quân mình thắng hay bại? Câu trả lời căn bản là không phải. Nguyên nhân chính là vì Nguyễn Huệ sau khi chiến thắng xong đã chủ động sai người tới cầu hòa và xin sắc phong. Cũng giống như bên Miến Điện, chiến lược ngoại giao này cũng thành công như thắng lợi quân sự của ông. Lê Chiêu Thống thì phải sống lưu vong ở Trung Quốc và nhà Thanh thì công nhận Nguyễn Huệ với ngôi vị quốc vương. Do Nguyễn Huệ nhận sắc phong của nhà Thanh nên thành ra Càn Long cùng triều đình của ông ta và cả giới sử gia sau này cũng lại xem đó là một thắng lợi vẻ vang. Tuy vậy thì đây rõ ràng là một thất bại thảm hại. Mục đích của chiến dịch quân sự năm Kỷ Dậu là nhằm mượn cớ đưa nhà Lê về thôn tính Đại Việt như cách mà nhà Minh đã làm nhiều thế kỷ trước đó. Tuy nhiên, mục tiêu này đã không đạt được do quân Thanh đã bị quân Tây Sơn quét sạch. Trước đó, Nguyễn Huệ cũng đã tự mình xưng là hoàng đế, ngang hàng với Càn Long, với niên hiệu là Quang Trung. Sau khi nhận sắc phong An Nam Quốc Vương, ông vẫn xưng chấm. Vậy thì chiến dịch đánh Đại Việt thành công chỗ nào? Nếu thắng lợi thì có phải Càn Long đã quá lú lẫn
và để vua nước Bạ Trận, xưng đế, ngang hàng với mình hay không? Cuộc chiến tại Nepal. Năm 1788, vua Nepal là Rana Bahadur Shah quyết định đưa quân xâm chiếm miền Nam Tây Tạng nhằm tranh quyền kiểm soát những con đường núi và mở rộng thêm lãnh thổ. Quân đồn trú nhà Thanh ở đây đã bỏ chạy. Sau khi biết tin, Càn Long tức giận cho quân chính quy tới đánh đuổi. Tuy nhiên, quân Thanh đã bị thiệt hại nặng nề khi giao chiến với quân Nepal, vốn được công ty Đông Ấn Anh viện trợ vũ khí. Sau đó, giáng quân Ba Trung tặng vua Nepal 15.000 lạng bạc. Quân Nepal vì đó mà lui binh. Ba Trung nhân thế đó mà tấu lên Càn Long rằng Nepal hàng phục nhanh chóng trước sức mạnh của quân Thanh. Càn Long rất lấy làm vui thích. Tiếp đó, tới năm 1791, quân Nepal lại tấn công Tây Tạng. Càn Long lần này đã cử quân đội tới ứng chiến, nhưng do mùa đông lạnh giá mà phải rời tới năm 1792 mới tiến được vào Tây Tạng. Hai bên đánh nhau dữ dội. Lúc này, người Anh lại bất ngờ ngừng cung cấp vũ khí cho Nepal. Và kết quả, quân Thanh nhờ đó mà đẩy lui quân đối phương ra khỏi đây. Nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy rằng người Anh đã có một tính toán riêng cho mình. Đây có thể coi như phép thử về thực lực của triều đình Mãn Thanh. Việc quân Thanh phản ứng mạnh với việc điều quân số lớn làm cho nước Anh nhận ra Trung Hoa thời Càn Long vẫn còn khá mạnh, có thể chưa chinh phục được. Và cũng vì lẽ đó, đế quốc Anh đã kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa cho tới khi Trung Hoa dần trở nên suy yếu vào thời Đạo Quang. Mặt khác, đó cũng là cách mà người Anh thăm dò thực lực của chính Nepal và cũng để tiêu hao quốc lực của đất nước này. Cuộc chiến với nhà Thanh đã làm Nepal hao người tốn của mà lại chẳng thu lại được gì. Sau này, khi chiến tranh Anh-Nepal nổ ra, quốc gia này đương nhiên là thất bại. Hậu quả của cuộc chiến trước đó có thể xem là một nguyên nhân. Trong khi đó thì Càn Long vẫn chẳng hay biết gì. Vị hoàng đế Trung Hoa này vẫn nghĩ rằng quân đội nhà Thanh đã quy phục được Nepal mà không biết rằng bản thân mình đang nằm trong một kế hoạch của người khác. Hậu quả mà các hoàng đế đời sau phải gánh chịu. Có thể nói rằng thói xa xỉ cùng cái gọi là thập toàn võ công của Càn Long đã kéo nhà Thanh xuống khỏi thời kỳ huy hoàng do Khang Hy tạo nên bởi những chi phí khổng lồ của nó mà lợi ích thu về thì lại không lớn. Có lẽ rằng nhiều người sẽ phản bác lại rằng chẳng phải Gia Khánh có gia tài của Càn Long hay sao? Nó không phải là bằng 10 năm năm quốc khố của Đại Thành, chẳng lẽ như vậy vẫn không đủ dùng hay sao? Câu trả lời đúng là không đủ dùng thật. Gia sản thu được từ hóa thần tuy nhiều, nhưng nhà Thanh là một đế quốc lớn, mỗi khoản chi đều là một con số khổng lồ. Do đó, số tiền này không phải vạn năng. Ngoài ra, số tiền thu được từ hòa thân chưa chắc đã đủ bù đắp lại những tổn thất mà gã này gây ra cho nhà Thanh. Một lượng tiền bạc lớn hòa thân lấy đi cũng sẽ gây ra thiệt hại có khi tới cả hàng trăm lần. Thêm vào đó, tham quan nhà Thanh không phải chỉ có mỗi mình hòa thân, rất nhiều kẻ trong triều được hắn bổ nhiệm hay đơn giản là học theo thói tham nhũng của hắn cũng đã gây ra nhiều thảm họa với nhà Thanh. Dù sao, số tiền của hòa thân có lẽ cũng đã giúp cho nhà Thanh đôi chút tới thời Gia Khánh mới bắt đầu suy thoái, nhưng vẫn ổn định, chưa tới mức tụt dốc như thời Đạo Quang sau này. Tới thời Đạo Quang, quốc khố hầu như trống rỗng, hoàng đế cố gắng bù đắp bằng tiết kiệm ở mức tối đa. Nhiều ghi chép cho rằng triều đình và hậu cung của Đạo Quang sống cực kỳ kham khổ, nhưng vẫn không cứu nổi một triều đình vốn đã chi tiêu quá nhiều trước đó. Lời kết: về căn bản, thập toàn võ công hoàn toàn chẳng có gì hay ho. Ngay cả những chiến thắng tưởng như vẻ vang nhất, phần nhiều cũng đều dựa trên sự áp đảo tuyệt đối và được phóng đại lên nhiều lần. Đó còn là chưa kể tới những lần thất bại và suýt thất mạng của quân Thanh trên chiến trường, nhưng lại được hóa phép thành chiến thắng. Các chiến dịch này cộng với thói ăn chơi xa xỉ của Càn Long và cuối đời làm cho nhà Thanh bị kéo khỏi thời kỳ huy hoàng, bắt nguồn từ thời Khang Hy. Bạn nghĩ gì về thập toàn võ công? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Nhớ like, share và nhấn nút chuông thông báo. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.